up chúng ta sẽ chuyển sang unit 3 ha. Rồi. Our last lesson is on page 19 and so today we're turn to unit 3. The Dinosaur Museum. Okay. Rồi. Hôm nay mình sẽ chuyển sang unit 3 và unit 3 có tên là The Dinosaur Museum. Ok, rồi bạn nào biết về cái chủ đề của cái unit này nè? Cô mời quý, quý có biết dinosaur là gì không? Quý có từng nghe tới từ dinosaur chưa? Chưa. Rồi, ok, dinosaur là những cái con động vật rất là lớn. Những cái con động vật rất là lớn mà hiện tại nó đã tuyệt chủng rồi. Quý đoán là những cái con gì không? Những cái con động vật mà nó rất là lớn nó ở trong thời tiền sử á. Ở trong rất là nhiều năm trước rồi mà nó tuyệt chủng rồi ấy. Quý biết không? Không, cô là em không ạ. Ok, rồi. Vậy Sơn cho cô biết dinosaur là gì Sơn? Dinosaur là khủng long. Dinosaur hả? Đọc là gì? Đọc lại cô nghe coi. Trời đó đọc là gì? Dinosaur là khủng long. Dinosaur hả? Rồi. Đây. Dinosaur. Đọc lại sơ. Dinosaur. 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 Nhấn âm đầu. Dinosaur. Dinosaur. Không phải là có trái kim mà là trái. Đọc cao lên xíu ha. Rồi. Rồi museum. Bạn nào cho cô biết museum là gì? Rồi ngoài Sơn, Quý nè, bây giờ cô hỏi Quý trước ha. Rồi Quý, bây giờ cô gợi ý cho Quý đoán nha. Museum là cái nơi mà cất giữ những cái báu vật hoặc là những cái cổ vật từ thời xa xưa, những cái nơi mà trưng bày những cái đó. Quý đoán được nó là ở đâu chưa? Em cô là bảo tàng ạ. Đúng rồi, bảo tàng ha. Museum là viện bảo tàng. Dinosaur là khủng long. Vậy bây giờ hai bạn đoán xem cái chủ đề của cái unit 3 là gì? The Dinosaur Museum. Nó có nghĩa là gì Sơn? Khủng long bảo tàng. Khủng long bảo tàng à? Nhìn sao? Rồi. Unit 3 chúng ta sẽ học về bảo tàng khủng long ha. Không phải khủng long bảo tàng nha. Chúng ta sẽ học về bảo tàng khủng long. The Dinosaur Museum. Sơn đọc cả cụm này cho cô. The Dinosaur Museum. The Dinosaur Museum. Ok, good job. Rồi bây giờ tới Quý. Quý đọc cụm này cho cô. The Dinosaur Museum. Quý ơi. Em đây ạ. Ok, rồi đọc lại theo cô. The Dinosaur. Dinosaur. Ok, Museum. 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 Âm mở. Museum. Ok, rồi đọc cả cụm. The Dinosaur Museum. The Dinosaur. 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 Ok, tiếp tục. Museum. 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 Đúng rồi. Rồi đọc lại nha. The Dinosaur Museum. Đọc nhanh lên xíu. The Dinosaur. Museum. Museum. Đúng rồi. Ok. Rồi. So, first of all, we will study lesson 1. Rồi, bây giờ sẽ là bài đầu tiên của cái unit 3, đó là bài 1. Words. Words là gì Sơn nhớ không Sơn? Words là gì Sơn nhớ không? Words là... Word là... Không nhớ hả? Phải gì? Phải mở sách hả? Câu chuyện. Trời ơi, words là câu chuyện hả? Câu chuyện là gì? Words là từ. Đúng, words là
từ ha, từ vựng ha. Rồi. Ok, Unit 3, The Dinosaur Museum. Unit 3, mình sẽ học về bảo tàng khủng long. Và Lesson 1, Words, mình sẽ học về từ vựng ha. Rồi, bây giờ. So today, we will take a look at two parts ha. Hôm nay mình sẽ học hai phần. Phần 1, Listen, Point and Repeat. Phần 2 sẽ là Listen and Read ha. Rồi, bây giờ đến với phần 1. Đọc lại yêu cầu của phần 1 cho cô Quý. Phần 1 người ta yêu cầu mình làm gì ạ? Đọc bằng tiếng Anh trước nha. Listen, point and repeat. 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 Ok, repeat nha, không phải repeat nha. Repeat, rồi ok. Vậy listen, point and repeat là gì vậy sơ? Sơ? Nghe. Rồi. Chị vào. Nghe chỉ vào. Nghe chỉ vào và đọc lại. Đúng rồi, nghe. Đây, Quý và Sơn chú ý cho cô nha. Nghe, listen, point, chỉ vào, and repeat và lặp lại. Nhớ ha. Rồi, yêu cầu này sẽ là nghe, chỉ vào và đọc lặp lại. Vậy là đầu tiên chúng ta phải nghe. Nhưng mà bây giờ các bạn quan sát những cái bức hình này cho cô. How many pictures are there? How many pictures are there? Rồi, Quý trả lời cho cô. How many pictures are there in this page? Rồi, in this part. How many pictures? Okay, okay. How many pictures are there in this part? Quý? Em cô rồi. Rồi, how many pictures are there? Rồi, có bao nhiêu bức hình ở trong phần 1? Phần này có bao nhiêu bức hình vậy Quý? Em cô là 10 bức hình ạ. Đúng rồi, vậy Quý sẽ trả lời cô như thế nào? Cô hỏi là how many pictures are there? Quý sẽ trả lời là there are 10 pictures. Trả lời lại theo cô. There are 10 pictures. Okay, good job. Vậy bây giờ mình sẽ thực hành hỏi lại ha. How many pictures are there? Quý. There are 10 pictures. Okay, good job. There are 10 pictures. Rồi, giỏi. Okay, Sơn, he's back. Okay, rồi. Sơn, how many pictures are there? There are 10 pictures. Okay. Rồi, 10 pictures. Bệnh hả? Sơn bệnh hả? Uống thuốc hả? Không phải. Chứ con uống gì ạ? Uống thuốc, nhưng uống thuốc giảm đau răng. À, đau răng, ăn kẹo nhiều hả? Bị sâu răng đúng không? Liêu liêu, liêu liêu. Rồi. Đây. Ok. These are 10 pictures. Ok. 10 pictures. And 10 words. Ok. Đây là 10 bức ảnh tương ứng với lại 10 cái từ. 10 bức ảnh tương ứng với 10 từ vựng ha. Bây giờ các bạn quan sát. Khi mà các bạn quan sát hình ảnh tương ứng với lại cái từ vựng của nó thì các bạn cũng biết là cái từ vựng nó nghĩa là gì rồi đúng không? Rồi. So now we will listen an audio and hear the way that foreigners speak about 10 words. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nghe cái đoạn audio và mình sẽ nghe người ta đọc 10 cái từ này như thế nào nha. Rồi, lắng nghe nha. Sơn chạy đâu rồi? Ok, không phải chạy mà là... Ok, trốn hả? Rồi, chú ý lắng nghe nha. Xíu coi chừng cô cho đọc lấy điểm đó nha Sơn. Listening 18. Okay. Listen có nghe and được point. Tiếng không Sơn? Có nghe được tiếng không Quý? Dinosaur. Museum. Rồi nghe lại nha, cô bật lại. Model. Skeleton. Listening 18. Listen and point.
Dinosaur. Museum. Model. Skeleton. Scary. Scream. Roar. Alive. Dead. Robot. Listen and repeat. Nghe lại lần nữa nha. Dinosaur. Museum. Model. Skeleton. Scary. Scream. Roar. Alive. Dead. Robot. Ok, rồi sau khi nghe cái đoạn audio lần đầu tiên, bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn sẽ lắng nghe nha. Sau đó là cô sẽ mời từng bạn đọc ha. Rồi, đầu tiên, bức ảnh đầu tiên. Dinosaur, dinosaur, dinosaur ha. Bức ảnh thứ hai. Museum, museum, museum. Rồi, bức ảnh thứ ba là model, model, model. Thứ tư là skeleton, skeleton, skeleton. Thứ năm là scary, scary. Thứ sáu, scream, scream, scream. Thứ bảy, roar, roar, roar. Thứ tám, alive, alive, alive. Chín là dead, dead, dead. Và cuối cùng là robot, robot, robot. Ok, rồi. Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại một lần nữa. Listen carefully. Listening 18. Listen and point. Dinosaur. Museum. Model. Skeleton. Scary. Scream. Roar. Alive. Dead. Robot. Listen and repeat. Okay, right. After we hearing the speakers tell us speak about 10 words, about these 10 words. So now we will practice to speak them. Okay, right. Bây giờ sau khi nghe người ta đọc 10 từ này, mình sẽ thực hành để đọc ha. Rồi okay, cô mời bạn Sơn trước. Sơn đọc cho cô cả 10 từ này. Ok. Dinosaurs. Dino hoài ha. Dinosaurs. Dinosaurs. Dinosaur. Dinosaurs. No, di. Không có di nha. Di, di. Dinosaur. Dino, no. Dinosaurs. Dinosaur, so không có sò. Dinosaur. 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 Không có dinosaur. 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 Không có sò. Dinosaur. 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 Rồi, từ thứ hai. Museums. Okay, từ thứ ba. Models. Model. Models. Okay, từ thứ tư. Skeletons. Skeleton.
Skeleton. Skeleton. Skeleton. Skeleton. Skeleton. Skeleton. Skeleton. Skeletons. Okay. Rồi, từ thứ năm. Scared. Scary. Scary. Okay, thứ sáu. Screams. No, scream. Screams. Scream. Okay, tiếp tục. Rap. Okay. A leaf. Alive. Alive. Okay. Then. Dead. Dead. Okay. Robot. 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 Okay, good job. Rồi, bây giờ tới phiên Quý ha. Quý bắt đầu đọc cho cô nha. Rồi. Đầu tiên là dinosaur. Dinosaur. Dinosaur, sore. Dinosaur. Oh, dinosaur, sore. Dinosaur. Okay, rồi. Museum. Museum. Okay, tiếp tục. Model. 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 Okay, model. Rồi, từ thứ ba, thứ tư. Skeleton. Đúng rồi, skeleton. Rồi, thứ năm. Scary. Okay, tiếp tục. Scream. Scream. Okay, rồi, tiếp tục. Raw. 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 Okay, tiếp tục. Alive. Đúng rồi. Từ này. Đây. Okay, rồi từ cuối. Robot. Okay, robot. Okay, good job, very good. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nghe người ta đọc và lặp lại theo người ta nha. Người ta đọc, người ta ngưng một xíu là cái thời gian đó mình sẽ lặp lại ha. Cả hai bạn đều đọc ha. Rồi. Bắt đầu. Dinosaur. Dinosaur. Đúng rồi, Sơn. Lặp lại. Dinosaur. Dinosaur vậy ta. Dinosaur. 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 Good. Dinosaur. 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 Okay, dinosaur vậy được rồi đó. Tiếp tục nha. Museum. Museum. Okay. Museum. Okay. Model. 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 Okay. Skeleton. 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 Okay, so đọc sai. Skeleton, không phải là skeleton. Skeleton. Lại. Skeleton. Skeleton. Okay. Scary. Đọc, hai đứa. Scary. Quý ơi, mở mic lên. Scary. Ok, Sơn đâu? Sơn ơi, where are you? Rồi, bạn Sơn bị lag rồi. Rồi, Sơn đọc. Từ này. Từ thứ năm. Scarens. Scary. Scary. Okay, tiếp tục. Scream. Scream. Đọc Sơn. Lại. Screams. Okay, Quý. Scream. Okay. Roar. 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 Okay, tiếp tục. Alive. 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 Okay. Dead. 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 Robot. 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 Okay, rồi, good job. Cả hai bạn đọc khá là tốt ha. Nhưng mà cô mong là xem buổi học sau thì các bạn vẫn nhớ cái cách đọc này nha. Bởi vì là xem buổi sau các bạn phải ôn bài lại nha. Bởi vì có thể là bây giờ mình đọc tốt nhưng mà xem buổi sau mình nhìn cái chữ mình sẽ trở mình mà không ôn bài á, mình sẽ cảm thấy nó lạ, mình quên cách đọc ấy. Rồi bây giờ, dinosaur, museum, model, skeleton, scary. Rồi,
Bạn Quý sẽ cho cô biết nghĩa của năm từ này và năm từ còn lại. Scream, roar, alive, dead. Robot sẽ cho bạn Sơn nha. Rồi, dinosaur. Quý nhìn xem con này là con gì của Quý. Em cô từ đấy là khủng long. Con này là con gì? Đúng rồi, khủng long. Rồi bây giờ cô sẽ hỏi và Quý sẽ trả lời bằng tiếng Anh ha. Cô sẽ hỏi là what is it? Quý sẽ trả lời là is a dinosaur. Ha, mình sẽ thực hành như vậy luôn ha. Rồi, what is it? Is dinosaur. Is a dinosaur, một con khủng long đúng không? Lại nha. Is a dinosaur. Trời cô nhìn em cô. Gì vậy Sơn? Nói gì à? Rồi, câu hỏi lại nha Quý. What is it? Is a dinosaur. Ok, rồi, tiếp tục. What is it? Is a museum. 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 Ok, rồi. What is it? Is a model. Ok. What is it? Rồi. Is a skeleton. Ok, rồi. Cái này là một tính từ scary ha. Cô sẽ không hỏi là what is it. Quý tự đọc từ này cho cô. Đọc từ này là scary. Scary. Ok. Tại vì sao các bạn biết không? Nếu nó là một cái đồ vật thì cô mới hỏi là what is it. Cô mới có thể hỏi là what is it đối với những cái đồ vật. Còn ở đây là scary là một cái trạng thái chứ không phải là một cái đồ vật ha. Rồi. Ok. Sau khi nói cho cô biết đây là con khủng long đúng không? Rồi vậy Quý cho cô biết museum là gì? Em cô là viện bảo tàng ạ. Ok, rồi how about model? Em cô là đồ chơi máy bay ạ. Ok, rồi model. Nếu mà model khi mà mình dùng cái từ model trong bình thường á thì model mình bảo là người mẫu đúng không? Ok, còn model thật sự nó cũng có nghĩa là mô hình nữa ha. Hình mẫu ha. Hình mẫu ha. Hình mẫu hoặc là mô hình đây. Ở đây bạn Quý thấy không? Máy bay nè, nó đang được ghép lại với nhau để tạo thành một cái máy bay hoàn chỉnh ha. Đó là mô hình, hình mẫu. Rồi, skeleton là gì Quý? Em cô là bộ xương ạ. Rồi, bộ xương. Rồi, scary. Quý đoán xem scary là gì? Rồi, đầu tiên Quý nhìn xem con này là con gì? Em cô là con nhện ạ. Đúng rồi, con nhện. Ok, con nhện tiếng Anh là gì Sơn biết không? Sơn, con nhện tiếng Anh là gì? Spider-Man. Ok, con nhện tiếng Anh là spider đúng không? Vậy là cái từ scary này tất nhiên sẽ không phải là con nhện. Em cô rồi. Là sợ hãi. Đúng rồi, sợ hãi. Bởi vì người ta để hình con nhện là khi mà mình xem nhìn con nhện thì mình sẽ cảm thấy là sợ đúng không? Scary. I'm scary when I see a spider. Ha. Cô thấy sợ khi mà cô nhìn thấy con nhện. Ok. Rồi scary là sợ hãi ha. Rồi tới phiên Sơn. Sơn cho cô biết scream là gì? Scream là ok, khi mà ví dụ đi, khi mà ai đó lấy cái món đồ chơi của mình chạy đi thì mình sẽ làm gì? Tức giận và hú hồn. Rồi, khi mà mình gặp một cái gì đó mình sợ quá thì mình sẽ gì Sơn? Mình sẽ làm gì? Hoảng hốt. Đúng rồi, hoảng hốt rồi sau đó làm gì nữa? Sợ. Hét lên đúng không? Đó. Rồi, scream là hét. Scream là la hét. Ha. Scream là la hét. Ok. Rồi, vậy roar là gì Sơn? Tức giận. Rồi, roar có phải là tức giận không nhỉ? Rồi, Sơn cho cô biết con sư tử này nó đang làm gì? Thường thì sư tử với lại hổ hay là sư tử gì đó, tụi nó sẽ thường phát ra tiếng gì? Gầm thét. Đúng rồi, gầm.
Roar là gầm, gầm rú ha. Ok, rồi, vậy alive là gì Sơn? Sức sống. Rồi, alive có phải là sức sống không nhỉ? Alive là còn sống, alive là sống ha, còn sống hay cái trạng thái này nó vẫn còn sống, thấy cái bông hoa nó tươi không? Rồi, sang tấm hình kế bên, bông hoa nó héo, vậy là is dead, vậy là nó như thế nào? Không còn sức sống, chết đi rồi. Chết, chết là gì? Không còn sức sống đồng nghĩa với việc gì? Héo. Không phải héo, chết dùng cho cả con người luôn. Người đó không còn sống thì người đó như thế nào? Biến thành ghost. Rồi, biến thành ghost là như thế nào? Biến thành ma là như thế nào? Là chết đúng không? Đâu. Rồi, alive là còn sống, dead là chết. Ok. Rồi, how about robot? Robot dễ quá, robot là gì Sơn? Robot là con robot. Đúng rồi, bây giờ trả lời cô ha. How many robots you have? There is one robot. Just one robot. Ok, I think that you have more than that. But maybe I'm wrong. Rồi, cô nghĩ là bạn Sơn có nhiều robot ha, nhưng mà có một chú robot thôi đúng không? Ok, rồi, vậy là món robot ở đâu rồi Sơn? Ở đâu? Có gần đó không? Rồi, ok. Câu hỏi gì thôi ha. Rồi. A robot. Ok. Rồi. Bây giờ ở đây là 10 từ và nghĩa của nó. Bây giờ cô sẽ hỏi bất kỳ ha. Bây giờ cô sẽ hỏi một cái từ nào đó bằng tiếng Anh và các bạn trả lời bằng tiếng Việt và ngược lại ha. Ok. Rồi, cả Sơn và Quý chuẩn bị nha. Cô có thể hỏi bất cứ bạn nào. Rồi, Quý cho cô biết còn sống là gì? Còn sống nha là gì? Quý ơi. Làm gì Sơn nói gì vậy? Ok, Quý ơi, còn sống là gì? Còn sống nha là gì? Quý, can you hear me? Ok, rồi. Vậy Quý cho cô biết con khủng long là gì? Khủng long tiếng Anh là gì? Hello, cô là dinosaur. Ok, rồi vậy còn sống tiếng Anh là gì? Rồi, Quý xem 10 bức ảnh này đúng không? 10 bức hình này. Bức hình nào là nó có ý nghĩa là nó vẫn còn sống? Cô Quý xem là... bức hình thứ 8 và thứ 9 này. Vậy từ nào là còn sống? Alive. Đúng rồi, alive. Ok, rồi. Sơn cho cô biết sợ hãi là gì? Scary. Ok. Bảo tàng là gì? Museum. Ok, rồi Quý. Models là gì? Model. What does it mean in English? What does it mean in Vietnamese? Mô hình ạ. Đúng rồi, mô hình. Ha. Rồi. Sơn. What is skeleton? What does skeleton mean? Skeleton là bộ xương. Ok, rồi. Vậy la hét là gì Sơn? La hét là scream. Rồi Quý. Đã chết rồi là gì? Chết rồi là gì? Đã chết. Làm gì Sơn? Đã chết là gì Quý? Rồi. Em mong cô là thế. Ok, chết. Good job. Sơn. Gầm là gì? Gầm thét. Gầm thét là gì? Rào. Rào hả? Rào. No, raw. Raw. Okay, rồi. How about robot?
How about robots? We are robots, là gì? Em cô là người máy á. Đúng rồi, robots là người máy. Giỏi. Người máy. Ok. Rồi, bây giờ 10 từ đây ha. So, these are our 10 new words. Đây là 10 từ vựng mới của chúng ta. Rồi, ok. Các bạn đợi cô 2 phút ha, để cô mở file bài tập ra. Rồi, các bạn chú ý nè, thấy màn hình cô chiếu không? Ok, đây là một phương pháp để cô ôn lại từ vựng cho các bạn, đúng không? Rồi, đâu các bạn xem đâu trời. Sao? Nói gì đó, hả? Không thấy màn hình. Ok, cô share lại ha. Phải nói như thế nào? Cô share lại màn hình cho em, nói lại nè. Nó đâu thấy gì đâu trời, là nói với ai vậy? Hả? Sơn, bật mic lên. Nhanh. Cô ơi, xe lại mặt cho em. Ok, rồi. Ngoan quá ta. Good job. Rồi. Quá vùng, con. Rồi, bây giờ các bạn xem nha. Quý đọc yêu cầu của phần này cho cô. Em ơi cô là... Read. Read. Đọc. Không phải ý là đọc tiếng Anh trước quý. Read and. Read and circle. Circle. Circle the word. The words. The words. The word. The words below. The words below. Okay, good job. Rồi, read and circle the words below là gì Sơn? Đọc và khăn tròn. Vào từ vựng. Ở dưới, đúng không? Ở bên dưới. Ở bên dưới, rồi, bây giờ các bạn nhìn nha. Thấy con word book đọc không? Nhìn này đi, đọc workbook. Workbook, okay, workbook. Trời ơi, la lên tìm workbook mà cô hết hồn quá sơ. Rồi, ở trong workbook ha. Trang 20. Ok, rồi, quý có sách thì mở workbook ra trang 20 luôn nha. Rồi, bây giờ. Rồi, ok, vậy quý quan sát màn hình của cô chiếu ha. Rồi, quý và sơ nhìn này. Đây là một con khủng long đúng không? Rồi, quý trả lời cho cô. What is it? What is it? Is a skeleton. Không, cái con khủng long tiếng Anh là gì? What is it? Đó là cái gì? Dinosaurus. It's a. Is a. Dino gì ta? Dinosaur. Oh, đúng rồi, it's a dinosaur. Rồi, đây là một con khủng long. Là một con khủng long cổ dài ha. Rồi, bây giờ ở đây nó làm có một loạt có một loạt từ ngữ dính liền với nhau này các bạn thấy không?
Rồi cô gợi ý ha, những cái từ ngữ này là 10 cái từ vựng mà mình vừa học ở bên sách thông tin sách giáo khoa. Đây, nhưng mà nó được sắp xếp liền kề với nhau và không có theo thứ tự gì hết. Nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của các bạn là gì? Ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have 10 10. Okay, I think that it is it is 10 sentences that that remind us about these 10 words. Ha, có nghĩa là đây là 10 cái câu mà gợi nhắc cho chúng ta về 10 cái từ vựng đó. Nghĩa là 10 cái câu này nó sẽ gợi ý về 10 cái từ vựng đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hành. Cô sẽ đọc câu này lên và dạ, các bạn sẽ dịch nó sang tiếng Việt và sẽ nói cái nói nó đang nhắc chúng ta về cái từ gì ha. Nghĩa là 10 cái câu này là gợi ý về 10 cái từ vựng mình đã học. Mình sẽ đọc 10 câu này và mình xem nó đang nói về cái từ vựng nào. Sau đó nếu khi mà mình đoán ra, mình sẽ tìm cái từ vựng đó ở trên cái trên lưng con khủng long này và mình khoanh vào ha. Rồi bây giờ ví dụ đầu tiên là câu đầu tiên ha. Rồi câu đầu tiên Quý đọc trước cho cô. You can go to the place to see things from the past. Okay, you can go to this place to see things from the past. Rồi, okay. Bây giờ Sơn dịch câu 1 giúp cô trước nè. Bạn có thể đi. Rồi, khoan Sơn, dịch lớn lên xíu để cho bạn Quý nghe luôn nè. Bạn có thể đi cùng. Không, đi tới. Đi tới. Place là nơi chốn. Nơi chốn. Tới. Bạn có thể đi tới nơi này. Bạn có thể đi tới nơi này tới. Để. Để nhìn thấy. Những vật. Nhẫn và nước ở trong gì? Ở trong. Ok rồi, ở trong quá khứ ha. Rồi, cô đọc lại nha. You can go to this place to see things from the past. Bạn có thể tới nơi này để nhìn thấy những cái vật trong quá khứ. Rồi, các bạn có nhớ là từ nào chưa? Từ nào? Từ nào? Nơi nào mà mình có thể thấy những vật trong quá khứ? Quý? Museum. Đúng rồi. Sơn nói gì Sơn? Đọc lại coi. Museum. Museum. Ok. Rồi. Quý. Quý ơi, museum là gì vậy Quý? Cô là viện bảo tàng. Bảo tàng. Đúng rồi. Vậy có phải bảo tàng là nơi mà Quý có thể đi tới để nhìn thấy những vật ở đến từ quá khứ không? Dạ không. Cô. Đúng rồi, vậy là từ câu 1 sẽ là museum. Rồi, bây giờ các bạn như thế nào? Tiếp theo các bạn sẽ tìm từ museum ở trên lưng của con khủng long này. Là rồi, xong tuyết rồi nhớ. Rồi, đây người ta khoanh rồi. Ha. Ok, rồi tiếp tục. Câu 2 Sơn đọc cho cô. The boys inside. The boy are teens. Oh, lại. The bones. The bones inside. Okay. Your body are this. Okay, rồi Quý dịch cho cô câu 2 này. Rồi trước tiên Quý cho cô biết, Quý biết bones là gì không? Cô là xương ạ. Đúng rồi, xương. Rồi bây giờ dịch cả câu này cho cô. Đây là không, những cái xương đúng không? Số nhiều nè, những cái xương. Những cái xương. Rồi. Inside là gì nhỉ? Bên trong. Những cái xương bên trong của cơ thể là nó đúng
đúng không? Này, rồi cô dịch lại cho nghe nha. The bones inside your body are this. Rồi, những cái xương ở bên trong cơ thể chính là nó. Rồi, vậy các bạn đoán xem từ nào liên quan tới xương? Những cái gì? Từ nào mà liên quan những cái xương sẽ gộp thành cái gì? Một bộ xương, có đúng không? Skeleton. Một bộ xương đúng không? Rồi, quý, vậy cho cô biết câu số 2 là từ gì? Em cô là skeleton. Đúng rồi, skeleton. Good job. Skeleton là gì xương? Dạ, thưa cô là không biết. Cái gì? Mới học xong. Skeleton là gì? Đúng rồi, bộ xương. Rồi, bây giờ hai bạn tìm từ skeleton ở trên lưng của con khủng long này. Nhìn ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Câu thứ nhất luôn. Đúng rồi. Đây, ở chỗ đầu tiên ha. Skeleton. Đây. Rồi. Ha, skeleton. Ok. Rồi, câu 3 Sơn đọc cho cô. These animals lived on... Rồi, tên đại đọc là... Mỗi lần mà có từ khó là cười hả? Cười là cô biết cô chỉ cho đọc liền đúng không? Cười không hả? Rồi. Earth. 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 14.6 million. Million years ago. Rồi, giỏi. These animals lived on Earth 46 million years ago. Rồi, quý dịch câu này cho cô thử này. Em cô là... Rồi. Rồi, quý cho cô biết, quý biết từ animals là gì không? Em là cô là hoạt hình ạ. Rồi, animals. No, no, no. Animals là động vật. Rồi, ok. Vậy these animals. Dịch nào quý? Em cô là... Những con vật này. Những con vật này. Rồi, leaf. Leaf là gì quý nhớ không? Em ơn cô là sống ạ. Đúng rồi, sống. Những con vật này sống. Sống ở đâu nhỉ? Sống ở... Rồi, cái nơi mà chúng ta sống gọi là gì? Thời sử. Chúng ta đang sống trên một cái quả cầu siêu lớn luôn chuyển động. Mà xe, mà ở đâu nè? Ờ, hay là trái đất. Người, con người, đúng rồi, trái đất. Rồi, Earth là trái đất nè. Đây, Earth là trái đất à. Rồi, rồi bạn Quý. Quý dịch lại cho con chút của bạn. LCM, đây nó không có. Em cô là những động vật sống ở... Ở trên. Ở trên trái đất. Ở trên trái đất. Nhấn mình đây nhá, đây con nào. Nhấn mình, nhấn xít. 46 rồi. Rồi, million là triệu. Anh mua đời là phải ít. 46 gì? 46 trái đất. Rồi, ok, rồi lại cho quý. 46 thật sự. 46 million years ago. Rồi, years ago. 46 triệu gì ta? 46 triệu năm trước. Đúng rồi, 46 triệu năm trước rồi. Rồi, rồi các bạn xem nha. These animals lived on Earth 46 million years ago. Những con vật này thì sống ở trên trái đất 46 triệu năm trước. Rồi, 46 triệu năm trước có lâu không? Rất là lâu đúng không? 46 triệu năm. 360 ngày là chỉ có 1 năm thôi nha. 1 năm là 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, rồi mới tới 10.000 năm, 100.000 năm, rồi mới tới 1 triệu năm nha mấy đứa. Rất là lâu rồi nha. Rồi, rồi 10 triệu năm, rồi tới mới, rồi là 46 triệu năm là 10, gấp 4 lần của 10 triệu năm nữa. Rồi, vậy đó là những cái con vật nào? Nghĩa là nó lâu quá rồi thì nó đã tuyệt chủng hết rồi đúng không? Vậy nó là con gì ta?
Con số 7 luôn anh. Rồi. Đúng rồi, dinosaur. Rồi, ok, dinosaur. Rồi, bây giờ Quý cho cô biết từ dinosaur ở đâu nè Quý. Ở hàng số 7. Em cô là... Để cho bạn Quý nhìn nè Sơn. Rồi, ở Quý. Trước từ museum ạ. Ở trước từ gì à, Quý? Museum. Ở trước hay ở sau? Ở trước ạ. Ở trước ở đây hả? Không ạ. Ở sau? Ok, dinosaurs. Rồi. Những con khủng long ha. Rồi, số nhiều. Ở đây là these animals, số nhiều nên mình phải ghi là dinosaurs, có S. Rồi, bây giờ câu 4 Quý đọc cho cô này. Em cô, câu 4 là a kind of computer that can move and work. Okay, good job. A kind of computer that can move and work. Sơn dịch cho cô. Một loại gì? Một loại máy tính. Các có thể mô là gì đây rồi, mô là di chuyển và từ vựng, ba từ vựng hả? Rồi nhìn từ vựng là work đi nha, còn đây là work nha, còn đây là work đi bộ. Rồi word đi bộ hả? Rồi từ đi bộ là từ này nha Sơn. Trời đất ơi, từ này mà nói từ đi bộ hả? Đi bộ là cái này. Walk. Walk mới là đi bộ. Nghe cô đọc nha, ba từ khác nhau nha. Đây là word. Đây là walk. Còn đây là walk. Ha, walk mới là đi bộ. Rồi, vậy word là gì Quý biết không? Hát biết. Em cô là rồi. Chào work là làm việc. Rồi. A kind of computer that can move and work. Một cái loại máy tính mà có thể di chuyển và làm việc. Đoán xem máy tính nào có thể di chuyển và làm việc. Robot. Robot. Good job. Robot. Robot là người máy đúng không? Người máy là tất nhiên là nó bên ngoài á, là các bạn nhìn nó như vậy thôi đúng không, nhưng mà cái lập trình ở bên trong của nó là lập trình của máy tính nha, là nó hoạt động bằng con chip ấy, nó hoạt động bằng một con chip có liên kết với lại một cái đồ điều khiển, mà nó giống như là cái máy tính vậy đúng không. Rồi robot. Ok, good job. Rồi bây giờ tìm từ robot xem robot ở đâu các bạn. Ở hàng thứ ba. Ok, hàng thứ ba là sao? Là từ robot. Đúng rồi, giỏi, biết đánh giòn luôn. Robot, good job. Đây Sơn chăm quá ta, giỏi ha. Rồi, đọc cho cô câu thứ 5 Sơn. Everyone in your class is this. Okay. Everyone in your class is this. Rồi, Quý dịch cho cô. Em cô là buổi tối. Buổi tối trong. Rồi, everyone là sao ta? Everyone là mọi người. Mọi người. Mọi người trong đâu? Trong. Rồi, class, Quý nhớ class là từ gì không? Em cô là lớp ạ. Đúng rồi, vậy là trong đâu?
không, cái này là con tải cái trong nước trong lớp của bạn là như thế đúng không? Rồi mọi người ở trong lớp của bạn là mọi người ở trong lớp của bạn đang như vậy. Dịch như vậy để cho dễ hiểu ha. Mọi người ở trong lớp của bạn đang như vậy, nghe nó hơi khó hiểu đúng không? Rồi bây giờ các bạn suy nghĩ xem, ở đây mình có 4 từ rồi đúng không? 4 từ mình đã tìm ra, còn 6 từ còn lại. Rồi bây giờ mình xem 6 từ còn lại, xem từ nào mà nó khớp với lại số 5 này ta. Mọi người ở trong lớp của mình thì là như vậy. Rồi các bạn cho cô biết những người ở trong lớp. Rồi bây giờ mình bỏ qua câu 5 đi đúng không? Mình xem câu 6 này. Rồi câu 6 Sơn đọc cho cô. Are of the dinosaurs are these. Ok rồi, all of the dinosaurs are these. Rồi tất cả những cái con khủng long đang như vậy. Rồi các bạn cho cô biết, khi nãy cô nói những con khủng long là nó tồn tại rất là lâu rồi đúng không? Thành vậy bây giờ nó tuyệt chủng rồi đúng không? Vậy bây giờ nó còn sống không? Không ạ. Đúng rồi, không. Vậy là nó không còn sống là nó như thế nào? Thành hóa thạch. Không phải thành hóa thạch. Nó không còn sống thì nó như thế nào? Đơn giản thôi. Chết. Đúng nó rồi, chết. Rồi, vậy là câu số 6 là từ gì? Nè. Đấy, rồi giỏi. Rồi vậy các bạn quay ngược lại câu số 5. Mọi người ở trong lớp của bạn đang như vậy rồi, nhận mọi người ở trong lớp của các bạn đang như thế nào? Đang sống. Đúng rồi, sống. Ok, vậy sống với anh là gì? Alive. Alive hả? Bạn nào là alive đó? À gì? Alive. Đúng rồi, alive. Rồi, hai bạn tìm từ alive. Hai bạn tìm từ alive và từ dead ở trên lưng con khủng long này cho cô. Alive là ngay chỗ robot. Alive là ngay chỗ robot. Ok, rồi leap leap là dead, dead dead là ở đâu quý? Em ơn cô. Dead là ở cuối cùng. Chỗ cuối cùng. Ở chỗ cuối cùng ạ. Rồi ở chỗ cuối cùng. Sơn nhắc bài hay quá ha. Cô đang hỏi quý ha, nhắc bài bạn quá ha. Rồi. Ok. À, quý đọc câu số 7 cho cô. Allowed. Allowed. Thì nào? Allowed noise. Allowed noise. That some animal make. Rồi, đọc lại cả câu, không câu nào đọc có S hết nha quý. Đọc cả câu có S cho cô này. Allow noise that noise, noise. Allow noise that some animal make. Animals make. Ok, tạm ổn ha. Đọc phải có S nha, nếu có S phải. Rồi Sơn dịch câu này cho cô. Câu 1 là gì đây mày? Một cái âm thanh gì? Một cái tiếng ồn gì? Một tiếng ồn. Noise. Rồi. Noise là tiếng ồn ấy. Rồi vậy loud là gì? Loud là tiếng ồn, thì đã là tiếng ồn thì nó phải như thế nào Sơn? Dữ dội. Đúng rồi, những cái tiếng ồn dữ dội, những cái tiếng ồn ầm ĩ. Mà gì ta? Mà những con vật mà tạo ra sợ. Này. Một cái tiếng ồn ầm ĩ mà những con vật tạo ra. Các bạn nhớ không? Nhớ con sư tử hồi nãy cô nói không? The fowl. Nó đang làm gì vậy? Gầm thét à, hả? Gầm thét. Đang gầm. Từ gầm thét tiếng Anh là gì? Roar. Ok. Roar. Rồi, tìm từ roar trên lưng con khủng long này. Sau từ scare. Hôm trước từ scare. Ok, trước từ scare. Rồi câu 8 Sơn đọc cho cô.
something that makes you feel scared. Rồi, something that makes you feel scared. Rồi, Quý dịch cho cô. Em cô là... cái thứ gì đó gì? Thứ gì đó? Thỉnh thoảng. Thứ gì đó? Mà... thứ gì rồi, đó? Thứ gì đó mà làm bạn? Thứ gì đó, gì đó mà làm bạn feel là gì Quý? Feel là gì? Em thưa cô, feel là cảm thấy cái thứ gì đó mà làm cho bạn cảm thấy sợ. Cảm xúc gì là đi đâu no. Feel là cảm thấy, cảm xúc là feeling nha. Rồi, something that makes you feel scared. Thứ gì đó làm bạn cảm thấy sợ hãi. Vậy mình dùng từ gì được nè? Scare. Từ gì sợ hãi ta? Scare. Sợ hãi. Scare. No, mình học, để mình học từ gì? Scary. Đúng rồi, scary. Scary là một thứ gì đó ha. Còn scare đây là sợ hãi mà của con. Mà scare đây là nó là sợ hãi, nhưng mà nó là một cái tính từ ha. Scary là hoảng sợ, scare là sợ hãi. Ok, scare này thường thì là con người, còn scary là đồ vật ha. Rồi, đồ vật mà đồ vật hoặc là con vật thì mình dùng scary, mà con người thì mình dùng scare ed này ha. Rồi, scary, tìm từ scare. Scary ở đâu này? Ở scary đây. Ro và dead. Ở giữa. Okay, ở giữa ro và dead ha. Ở giữa. Đọc câu 9 cho cô. À, quý đọc câu 9. People make these two killer make people make these two so you the... Rồi quý people make something make look like miêu sao bây giờ. Cô tắt tiếng Sơn đó nha. No. Liên đặt cho bạn đọc. Rồi, people gì Quý? Make. People make. People make these. These. So people you make these to show you. You watch something look like. Rồi, looks. Looks like. Okay, people make these to show you what something looks like. Rồi, people make these to show you what something looks like. Sơn dịch nào. Sơn à, dịch nào. Con người làm gì? Con người làm dẫn. Làm chúng để show you là gì ta? Cho bạn thấy. Cho bạn Cho bạn thấy thứ gì đó. Cho bạn thấy thỉnh thoảng nhìn thích. Rồi, ok, rồi. Câu này cô dịch cho ha. Rồi, nhìn nha. Đây, con người làm chúng để cho bạn thấy thứ gì đó trông như thế nào. Đã nha.
Con người làm chúng để cho bạn thấy thứ gì đó trông như thế nào, nghĩa là người ta làm một cái vật gì đó mô phỏng theo một cái thứ gì đó để cho bạn thấy. Vậy nó là gì? Mold. Các bạn thấy không? Mold. Mold. Cái đó đọc là, từ đó đọc là gì? Mold. Đúng không? Cái gì? Đọc mold. Lại. Con hả? Quý, nhớ từ đó đọc sao quý, bạn sơ đọc là mo kìa. Mold. Không có mold luôn. Model. Đúng rồi, model. 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 Rồi, từ model ở đâu? Ngay từ skeleton. Ok. Rồi, còn câu số 10. Quý đọc câu số 10 cho cô. Em cô là you make the this noise when you are scared. Ok rồi, dịch câu mùi cho cô Sơn. Bạn nhìn thấy những tiếng bạn tạo ra, mắt là bạn, tạo ra, bạn tạo ra những tiếng gầm, bạn tạo ra những tiếng ồn, noise là tiếng ồn, bạn đặt ra những tiếng ồn khi bạn gì ta, khi bạn thì sợ. Khi bạn sợ hãi. Rồi. Sợ hãi. Ok. Vậy là nó là từ gì? Scream. Đúng rồi. Scream nha. Rồi scream rồi. Từ scream quá dễ ha. Ở đây ha. Rồi. Sau khi làm bài tập là các bạn cũng đã nhớ sơ sơ về những cái từ đó rồi ha. Rồi. Bây giờ. Next. Wait a minute. Ok. Next we will turn to Part 2. Rồi đọc yêu cầu của phần 2 cho cô Quý. Listen and read. Listen and read. Listen and read. Ok, listen and read. Rồi. Vậy là phần 2 người ta yêu cầu mình làm gì vậy Quý? Em cô phần 2 người ta yêu cầu là nghe và nghe và đọc ạ. Ok, nghe và đọc rồi, ở đây. Ok, how many pictures are there, Sơn? There are 4 pictures. Ok, Sơn làm gì vậy? Tao mất sức sống quá vậy. Nhắm mắt làm gì đó? Hả? Nhắm mắt làm gì đó? Rồi, ok, there are 4 pictures. Rồi, đây là picture 1. Picture 1 sẽ có 3 nhân vật là Max, Amy và Mom. Picture 2 sẽ là Holly, Max và Mom. Picture 3 sẽ là Amy, Max và Mom. Picture 4 sẽ là Max, Mom và Max và Mom thôi ha. Rồi, bây giờ xem họ nói gì ha. Đây, Mom là người phụ nữ tóc nâu đang dẫn theo ba bạn nhỏ. Một bạn nữ tóc nâu, bạn nữ tóc vàng và một bạn nam tóc nâu. Rồi, ba người vừa đi vừa hội thoại về một cái vấn đề gì đó. Có vẻ là họ đang đi chơi. Ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe cái đoạn văn. Ok. Rồi, listen carefully. We didn't go to school today. We went to the dinosaur museum. It was brilliant fun. Look, I bought this dinosaur model. Oh, great. What did you do there? We saw dinosaur skeletons and bones.
And we learned all about how dinosaurs lived. Wow, that sounds really exciting. But then something scary happened. Yes, and we all screamed. Why? What happened? Suddenly, one of the dinosaurs roared really loudly. I thought it was alive, and I screamed. Alive? Yes, but it was Holly. The dinosaur was a robot, and she was making it move by using the controls. Rồi, ok, bây giờ mình nghe lại một lần nữa nha. Listening 19. Listen and read. We didn't go to school today. We went to the dinosaur museum. It was brilliant fun. Look, I bought this dinosaur model. Oh, great. What did you do there? We saw dinosaur skeletons and bones. And we learned all about how dinosaurs lived. Wow, that sounds really exciting. But then something scary happened. Yes, and we all screamed. Why? What happened? Suddenly, one of the dinosaurs roared really loudly. I thought it was alive, and I screamed. Alive? Yes, but it was Holly. The dinosaur was a robot, and she was making it move by using the controls. Listening 19. Listen and... Ok, rồi. Sau khi nghe người ta đọc đúng không? Bây giờ các bạn sẽ nhìn bốn bức tranh này. Rồi, mình sẽ đọc từng bức tranh ha. Rồi, bức hình đầu tiên có Max, Amy và Mom. Rồi, bạn nào cho cô biết Mom là ai? Mom là gì? Bạn nào biết không? Cô gợi ý nha, mom là viết tắt của một từ nói mother. Về một thành viên trong gia đình. Mother. Nhắc lại nào. Đúng rồi, mother. Mom là mother ha. Mom là viết tắt của mother. Đây. Từ bằng với mom hoặc là mommy. Đây ha. Rồi, mother là viết tắt của mom hoặc là mommy. À, mother là mother được viết tắt là mom hoặc là mommy. Ok, rồi. Bây giờ bức hình đầu tiên, Max, Amy và mom. Ok, rồi, một bạn sẽ đóng vai Max, một bạn sẽ đóng vai Amy and mom. Rồi, Sơn sẽ là Max và Quý sẽ vừa là Amy vừa là mom luôn ha. Rồi, Sơn đọc bắt đầu khoan, trước khi mà các bạn đọc thì cô sẽ đọc một lần mẫu cho trước ha. Rồi, picture one, đây bức hình đầu nha. Bốn người, ok. We didn't go to school today. We went to the dinosaur museum. It was brilliant fun. Look, I bought this dinosaur model. Oh, great. What did you do there? Okay, rồi. Sơn đọc Max trước nha. Sơn là Max. Quý, Amy và Mom. We didn't. 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 Go to school today. We went okay. To we went to the dinosaurs museums. It okay was brilliant. 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 Fun. 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 Okay. Rồi. Rồi bây giờ trước khi tới Quý đọc câu hỏi Sơn này. Sơn nhìn cái câu của Max xem, Sơn đoán xem cái sự việc này nó ở quá khứ, hiện tại hay tương lai vậy? Hiện tại. Nhìn câu của Max xem. Nhìn câu của Max nhìn lại này, nhìn những cái động từ của nó xem. Quá khứ. Rồi. Ờ đúng rồi, quá khứ, bởi vì nó có những cái động từ gì ta? Went. Went, rồi, còn gì nữa? When ở câu cuối, câu cuối là động từ gì?
Worms. Hey. Worms là quá khứ của gì Sơn nhớ không? Worms là quá khứ của be đúng không? Yes. Rồi, còn từ gì nữa câu 1 nữa? Rồi, didn't là quá khứ của gì Sơn? Sơn biết không? Didn't là quá khứ của gì? Don't. Đúng rồi John, quá giỏi ha. Very good. Ok, rồi. Bởi vì cái thì này cô trực tiếp dạy bạn Sơn ha. Nên cô không biết là Quý có xem, cô Quý có học qua chưa. Nên là nếu mà cô thấy hỏi thì sẽ khó đối với Quý. Nên là cô hỏi Sơn trước ha. Rồi, bây giờ tới phiên Quý đọc này. Ok, đây. Sự việc này đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và các bạn này đang kể lại cho mẹ của mình nghe những cái việc mà các ba bạn này đã trải qua rồi ha. Rồi, vậy Quý đọc Amy và Mom nè. Rồi, look. Đọc đi. Quý ơi. Bạn Quý đang bị lắc ha. Quý ơi, where are you? Quý ơi, Quý out ra rồi vào lại giúp cô nha. Anh Quý đang bị lắc đi. Ok, rồi. Quý đọc nha. Look. Rồi, bây giờ Quý sẽ đọc Amy vào. Rồi, ok. Đợi khoảng 1 phút xem. Rồi, thấy chưa Quý? Em chưa. Quý thấy chưa? Rồi, vậy cô sẽ share lại nha. Cô sẽ share lại lần nữa. Ok, rồi. Quý đọc Amy và Mom giúp cô này. Look, rồi, tên này là box. Look, box. This dinosaur model. Rồi, oh. Model, chắc là model nha, model. Model. Ok, rồi, tiếp tục. Oh, well. Ok. What did you do? Rồi, there. There. What did you do there? Ha, từ này đọc là there. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ cô đọc lại một lần nữa ha, các bạn lắng nghe. Max nói là we didn't go to school today. We went to the dinosaur museum. It was brilliant, fun. Look, I bought this dinosaur model. Oh, great. What did you do there? Okay, rồi. Bây giờ xem picture 2 ha. Picture 2. Rồi, bây giờ Sơn sẽ là Holly và Mom. Và Quý sẽ là Max. Ok, rồi, Holly đọc trước nè. We saw dinosaur skeletons and bones. We saw dinosaur skeletons and bones. Ok, skeletons, rồi, tới Max nha. We learned okay. About how dinosaurs live. Okay, good job. And we learned all about how dinosaurs live. Rồi, Mom, Sơn. Well, that sound really sounds really exciting. Exciting. Okay, rồi, good time. We saw dinosaur skeletons and bones, and we learned all about how dinosaurs lived. Wow, that sounds really exciting. Rồi, đến picture 3. Amy, Max and Mom. Amy nói là, but then something scary happened. Max nói là, yes, and
and we all screamed. Mom hỏi là why, what happened? Rồi, Amy sẽ là Sơn, Max sẽ là Quý và Mom sẽ là Sơn. Rồi, Sơn đọc trước này. But there's something scary. Happy. Rồi lại, but then something scary happened. But then something scary happened. Happen. Happen. Ok, rồi, Max, Quý là Max. There's an screamed. Scream. Yes, it is. Okay, rồi. Sơn. Why? What happened? Okay, good job. Rồi, send a picture for ha. Max, Mom and Max. Rồi, okay. Max sẽ nói là, suddenly, one of the dinosaurs roared really loudly. I thought it was alive and I screamed. Alive. Yes, but it was Holly. The dinosaur was a robot, and she was making it move by using the controls. Rồi. Quý sẽ là Max. Bạn Max đầu tiên và Sơn sẽ là Mom cùng bạn Max. Quý sẽ là Max hai câu đầu. Sơn sẽ là Mom và Max đọc ba và Max của ba câu sau ha. Để ha. Rồi, Quý đọc trước. Four minutes hả Sơn? No. Rồi, tưởng đâu 4 minutes chứ. Rồi. Quý, suddenly. Suddenly. Okay. Suddenly. Suddenly. One of the dinosaurs. One of the dinosaurs. Roared. Really. Rồi, từ này đọc là loudly. 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 Okay. Loudly. I thought it was alive. And I screamed. Okay, good job. Rồi, Sơn. Alice. Hả? Từ này đọc là gì? Alice. Alice hả? Đùa với cô đấy à? Cô mới vừa chỉ đọc Alice. Từ đó. Alice. Quý đọc từ này cho bạn Sơn nghe nè Quý. Alive ha. Rồi, tiếp tục. Yeah, but it was holy. Holy, phải holy nha. Holy. 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 The dinosaur was a robot and she was making it marvel. Move. But using. Không phải là using. Using. Oh, okay. Using the controls. Không phải concert. Trời ơi, đọc concert nhiều quá rồi bị lộn rồi hả? Controls. Okay, rồi. Rồi, đây là bài đọc của chúng ta ha, các bạn quan sát. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dịch sơ qua. Rồi sau đó, hôm sau mình sẽ học kỹ về bài này ha. Hay là... Ok, vậy hôm nay các bạn sẽ luyện đọc đi. Hôm sau mình sẽ ôn lại lần nữa và mình sẽ dịch. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ đọc lại ha. Picture one là Quý, picture two là Sơn, three là Quý, four là Sơn. Đọc xong mình sẽ nghỉ. Rồi, picture one, Quý đọc picture one cho cô, cả bức hình một luôn.
Where didn't go we, to? We didn't go to school today. Went to the dinosaur museum. Giỏi. It was brilliant. Brilliant. Fun. Okay. Look, I bought this dinosaur model. Okay. Oh wait, what did you do? There. Ok, good job. Rồi, giỏi ha. Bạn Quý đọc ổn ha. Nhưng mà lần sau Quý đọc cố gắng mở to miệng ra xíu để mình đọc cho rõ chữ. Rồi. Ngân đọc cho mình nghe. We saw dinosaur skeletons of both and we learned about how dinosaur lived. Well, rồi. That sounds really exciting. Okay. Quý ơi, Quý đọc bức tranh thứ ba đi. But then something happened. Okay, giỏi. Yes, and we all với ô nha, all scream. Okay, câu cuối. What happened? Okay, good job. Rồi, bức tranh thứ tư, Sơn đọc này. Suddenly, one of the dinosaurs roared really loudly. Okay. I thought it was a leaf. A leaf, huh? Quý đọc từ này cho bạn Sơn nghe. A lie. Mỗi lần cô kêu bạn Quý là nhớ lại từ đó đọc lần sau luôn á hả? Vậy là mốt bạn Sơn quên từ nào, cái cô nhắc tên bạn Quý là bạn Sơn nhớ ra hả? Rồi, alive. And I screamed. Okay. A leaf. A lie. Yes, but it was holy. Holy. The dinosaur was a robot, and he was making it move by using the controls. Okay, goodbye. It's enough for today. Goodbye. Good night. Rồi, hẹn gặp lại nha. Rồi, hai bạn nghỉ đi. Goodbye, teacher. Okay. Goodbye, teacher. See you again. Vâng. Okay.